Nguồn tin từ Thương vụ Việt Nam tại Philippines cho biết, tổng lượng gạo nhập khẩu của Philippines trong năm 2024 có thể đạt tới trên 4 triệu tấn, thậm chí tới 4,5 triệu tấn, cao hơn con số dự báo trước đây. Điều này đồng nghĩa các nhà xuất khẩu gạo của Việt Nam sẽ có thêm cơ hội tăng sản lượng xuất khẩu trong nửa cuối năm nay. Là nước tiêu thụ gạo lớn và là một trong số các quốc gia nhập khẩu gạo hàng đầu thế giới, trong những năm qua, lượng gạo nhập khẩu của Philippines hàng năm luôn ở mức cao. Năm 2023, tổng lượng gạo nhập khẩu của Philippines đạt 3,6 tấn, trong đó riêng lượng gạo từ Việt Nam lên tới 3,14 triệu tấn. Hiện Philippines là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam. Kiên Giang là địa phương tiếp theo tại đồng bằng sông Cửu Long triển khai đề án 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh với 200.000 hecta, được chia thành hai giai đoạn. Ngày 16 tháng 7 vừa qua, cánh đồng 50 hecta thí điểm đã được triển khai tại huyện Tân Hiệp. Dự kiến Kiên Giang sẽ triển khai đồng lúa chất lượng cao ở 12 huyện thành phố gồm Tân Hiệp, Giang Thành, Dòng Riền, Gò Quao, Kiên Lương, Hòn Đất, Châu Thành, An Biên, An Minh, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận và thành phố Rạch Giá. Tổng kinh phí thực hiện đề án là hơn 596 tỷ đồng. Hiện Kiên Giang là địa phương có diện tích trồng lúa lớn nhất cả nước, mỗi năm sản lượng lúa của tỉnh này đạt trên dưới 4,5 triệu tấn. Việc khai thác và phát huy giá trị của rơm theo hướng kinh tế tuần hoàn là cách làm giúp nâng cao được giá trị chuỗi ngành hàng lúa gạo. Do vậy, ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ đang tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan để hỗ trợ nông dân trong xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế tuần hoàn từ rơm. Cụ thể, ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ phối hợp với IRI hỗ trợ nông dân cùng các hợp tác xã tiếp cận, ứng dụng các quy trình công nghệ và máy móc, thiết bị cơ giới trong thu gom, khai thác sử dụng rơm và xử lý rơm làm phân bón hữu cơ. Ngoài ra, thành phố Cần Thơ cũng cho khởi động mô hình kinh tế nông nghiệp tuần hoàn từ rơm tại xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh. Từ mô hình này, thành phố sẽ tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và thúc đẩy phát triển, nhân rộng mô hình kinh tế nông nghiệp tuần hoàn, nhất là việc quản lý, khai thác sử dụng tốt nguồn rơm rạ trong sản xuất lúa, tránh việc đốt bỏ rơm rạ trên đồng ruộng. Mỗi ký tôm càng xanh loại từ 10 đến 20 con được bán tại ao nuôi với giá 90.000 đến 130.000 đồng, mức thấp nhất từ trước đến nay. Giá bán này không đủ bù đắp chi phí cho người nuôi loại tôm này ở đồng bằng sông Cửu Long. Từ cuối tháng 6, tôm càng xanh và càng sen vào vụ thu hoạch nhưng giá cả lại bấp bênh. Hiện giá bán lẻ tại các chợ đang rơi vào khoảng từ 110.000 đến 150.000 đồng một ký, so với trước đây đã giảm hơn 60.000 đồng một ký. Theo các thương lái, tôm càng xanh giảm giá do sức tiêu thụ yếu và việc nuôi tôm quanh năm khiến mặt hàng này trở nên phổ biến với người tiêu dùng. Không chỉ tôm càng xanh mà tôm sú và thẻ chân trắng cũng đang có giá thu mua tại ao thấp hơn từ 15 đến 20% so với đầu năm.